Chúng ta đều biết là vitamin D là cái vi chất vô cùng cần thiết cho bất kỳ một em bé sơ sinh nào, và cái kiến thức đó đã có từ rất là lâu rồi. Lời khuyên của rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đó là bổ sung vitamin D hàng ngày ngay từ khi bé sinh ra, với liều lượng là khoảng 400 đơn vị cho mỗi ngày. Và sản phẩm vitamin D của Natural Way thì nó chỉ cần 2 giọt là nó tạo ra 400 đơn vị, và nó rất là đơn giản và dễ sử dụng. Hơn nữa là theo cái truyền thống của Natural Way thì cái sản phẩm là vô cùng tinh khiết, nên là 2 giọt đó là nó hoàn toàn đủ cho em bé luôn. Và hương vị thì nó cũng rất là dễ để uống. Một cái lọ vitamin D Natural Way như vậy thì uống được khoảng gần 4 tháng, và nó nằm trong cái giới hạn rất là phù hợp về cái mức độ bảo quản.